Vậy là mình nói hết luôn. Và đi. Ok, đáp, con sẽ không đi báo đâu. Con một đứa con ngoan, con sẽ không bao giờ báo nhà hết. Hết hồn. Hai con mình đã báo cả thế giới không đấy. Hello. Sao chú lại đứng ở đây? Protecting Nosy. Chú là ai? I'm your fairy fucking godmother. What does this look like? Trời ơi, gì cảnh sát mà hổn vậy? Flashback. Không, một đứa con ngoan, con sẽ không bao giờ báo nhà hết. Ơi, sáng này hổn quá nha. Thôi mình đừng nói chuyện với ông này, nhà ông khó tính luôn. Có làm ăn nữa gì con sẽ không đi báo đâu. Không, một đứa con ngoan, con sẽ không.